tìm Khai Yo chiếc xe buýt nhỏ trên YouTube. Tín hiệu khẩn cấp, Thayo và Gani. Hôm nay là ngày mà các bạn xe buýt nhỏ sẽ thử nhiệm vụ mới. Thật là thú vị. Thayo và Gani sẽ vào vai xe cứu hỏa của trung tâm khẩn cấp. Có một vài quy trình phải thực hiện, ví dụ như gạt cần số. Nhưng Gani có chút hồi hộp nên... Ôi không, cậu đã đi ngược đầu rồi. Cuối cùng thì buổi huấn luyện cũng bắt đầu và có vẻ như Gani thực hiện chính xác hơn Thayo. Cảm thấy ghen tị khi Gani làm tốt hơn mình, nên cậu ấy đã phản ứng thái quá trước sự giúp đỡ của Gani. Khi thấy Sai và Speed nhận được huy hiệu vì đã hoàn thành tốt công việc, thì Thayo và Gani đã quyết định hợp tác giúp đỡ nhau để cùng nhận được huy hiệu. Buổi huấn luyện vẫn tiếp tục và họ phải xử lý một đám cháy lớn trong thành phố. Liệu các bạn thực tập viên có phối hợp được với đội cứu hộ và giúp đỡ những người khác không nhỉ? Hãy đón xem câu chuyện Tín hiệu khẩn cấp của Thayo và Gani. Thử thách phi thường của Rogi. Rogi đang cố chọn những thử thách xung quanh mình với mong muốn cậu ấy có thể xuất hiện ở cuộc thi trên TV cùng những chiếc xe khác. Rogi đi cùng Lani và cậu ấy có gắn camera bên mình để quay lại những khoảnh khắc đó. Thử thách đầu tiên của Rogi là chở nhiều hành khách nhất có thể. Thử thách thứ hai là thổi tắt nến bằng cách xì hơi, nhưng thất bại. Không nản chí, Rogi thực hiện thử thách thứ ba bằng cách không tắm trong thời gian lâu nhất. Tiếc là lần này, mưa đã không giúp cậu ấy. Lúc Lani đề nghị Rogi dừng thử thách, Rogi tìm thấy thử thách mà cậu ấy mong chờ bấy lâu. Sau khi Lani chứng kiến Rogi chạy bằng một bên bánh, cô ấy đề nghị Rogi làm thử việc mà cậu ấy giỏi nhất, đó là chỉ chạy bằng một bên bánh. Cuối cùng thì Rogi cũng làm được tốt việc đó. Rogi rất thất vọng và đốt mình trong gara vì cậu ấy cho rằng mình không giỏi với những thử thách. Liệu Rogi có tiếp tục các thử thách khác? Hãy đón xem các tập phim Thayo vui nhộn. Chủ sở hữu cello. Vào một buổi chiều đẹp trời, Peanut gặp nghệ sĩ Celis Han và chú chó của anh ấy. Sau khi phát hiện Han để quên cây đàn cello trên xe buýt, Peanut tìm cách trả lại cây đàn cello cho anh. Trong khi Peanut đưa Han và chú chó của anh ấy đến nơi tập luyện, Peanut biết được nhiều hơn về Han và nỗi sợ sân khấu của anh ấy. Vậy nên, Peanut đưa Han lên núi theo lời đề nghị của Han và trấn an anh ấy rằng mọi việc sẽ ổn. Hãy mở lòng đón nhận những âm thanh của thiên nhiên. Tập luyện giữa thiên nhiên giúp Han lấy lại được sự tự tin để chơi nhạc trước nhiều khán giả. Nhưng liệu anh ấy có chơi tốt được buổi hòa nhạc?
đón xem các tập phim Thayo vui nhộn. Bộ đôi hoàn hảo. Một ngày mới vui vẻ tại trường. Những chiếc xe buýt và xe hơi cùng nhau chơi trò chuyền bánh lốp. Bộ đôi hoàn hảo ngày hôm nay sẽ là ai đây? Có vẻ như đó là Speed và Shy. Họ thậm chí còn có chung huy hiệu tình bạn. Trong khi tình bạn đang ngày càng lớn dần, thì Shy được chọn tham dự cuộc thi chiếc xe ấn tượng. Nếu thắng cuộc thì anh ấy sẽ trở thành mẫu xe ở nước ngoài. Điều này thật tuyệt. Trong khi Shy đang rất hào hứng tham gia, thì Speed cảm thấy buồn. Vì nếu Shy ra nước ngoài, thì Speed sẽ không còn những giây phút vui vẻ cùng nhau như lúc này. Trong khi Shy chuẩn bị cho cuộc thi, thì Speed bối rối vì Shy thực sự trông rất tuyệt. Khi chụp bức hình cuối cùng cho cuộc thi, Shy đã gỡ huy hiệu tình bạn ra bởi vì nó không hợp với trang phục của anh ấy. Điều đó khiến Speed rất buồn. Sau khi chụp hình, Shy nhìn thấy chiếc huy hiệu tình bạn. Cậu ấy nhận ra rằng có người bạn thân như Speed là một điều rất quan trọng. Shy chạy đi tìm Speed khắp nơi nhưng không thấy đâu. Liệu Shy có tìm thấy Speed và liệu Shy có giành chiến thắng để ra nước ngoài không? Hãy đón xem tình bạn tuyệt vời của những chiếc ô tô và xe buýt các bạn nhé! Cuộc đua của Thayo và Titipo. Nhóm bạn nhỏ trên xe buýt Thayo đang tranh luận giữa Thayo và Titipo thì liệu ai sẽ nhanh hơn? Không còn lựa chọn nào khác, Thayo và Titipo quyết định phải đua với nhau. Rogi, Lani và Gani giúp Thayo luyện tập cho cuộc đua, nhưng việc này không hề đơn giản. Cố lên Thayo, cố nữa lên! Thayo chăm chỉ tập luyện với mong muốn giành được chiến thắng. Hãy xem, bạn đấy tập luyện thật chăm chỉ. Đến ngày đua, tất cả các bạn xe buýt và tàu đều có mặt để theo dõi. Sẵn sàng, chuẩn bị, xuất phát! Trên đường đua, Thayo và Titipo liên tục vượt đuổi và nỗ lực để giành chiến thắng. Chú chó chạy ngang đường và Thayo đã bị văng sang đường ray tàu hỏa. Liệu tai nạn có xảy ra hay không? Và nếu không thì ai sẽ là người chiến thắng? Hãy đón xem cuộc đua của Thayo và Titipo. Jay, nhân viên cứu hộ mới. Trong khi các bạn xe buýt đang trên đường đến trung tâm khẩn cấp để gặp Rocky, họ đã được gặp một nhân viên cứu hộ mới tên là Jay. Cô là thành viên mới của đội cứu hộ và các bạn xe buýt rất hào hứng vì có cô trong đội. Vào ngày hôm sau, Lani thấy Jay trên đường đi gặp các bạn của mình. Jay đề nghị Lani quay về gara để thay lốp vì lốp của Lani bị mòn rồi. Điều này khiến Lani cảm thấy không vui vì cô ấy đang trên đường đi gặp các bạn ở điểm hẹn. Ngay khi đến điểm hẹn sau khi đã sửa lốp, Lani chạy ngay đến chỗ Jay. Tuy nhiên lần này, Jay lại không cho Lani đi thang máy bởi vì Jay muốn kiểm tra thang máy trước. Lani nghĩ Jay không công bằng với mình và bắt đầu cho rằng Jay không thích mình. Cuối cùng, Lani quyết định không đến bữa tiệc chào mừng Jay mà quay lại sân chơi. Lani đi vào thang máy mà trước đó Jay nói cô không được sử dụng và... Ôi không! Thang máy...
máy đã dừng lại ở lưng chừng trong khi đang đi lên. Vậy là Lenny đã bị kẹt trong thang máy. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy? Liệu Lenny có được Jay giải cứu kịp thời? Hãy đón xem câu chuyện giải cứu Lenny. Một ngày nọ, Gunny quyết định giúp đỡ Peanut vì Peanut bị hết điện khi đang chạy trên tuyến đường của mình. Thậm chí, cậu ấy còn chở hành khách của Peanut đi sau một ngày làm việc dài rồi. Nhưng hành khách còn yêu cầu Gunny đi nhanh hơn. Khi cậu ấy nói với Yogi về việc mình đã giúp đỡ Peanut như thế nào, Yogi khuyên cậu ấy rằng nên tự lo cho bản thân mình trước đã, bởi vì Gunny thậm chí còn bị cháy xước trong khi giúp đỡ người khác và bỏ lỡ cơ hội được cọ rửa do cậu ấy để cho người khác đến trước mình. Cậu ấy có nên luôn luôn giúp đỡ và đối xử tốt với người khác không? Các em nghĩ sao? Những chiếc xe buýt nhỏ của chúng ta được đến thăm Hollywood ở nước Mỹ. Thật quá tuyệt phải không nào? Hayao giành chiến thắng trong chương trình đố vui. Vì vậy, cậu ấy đã chọn Yogi, Lani và Gunny đi cùng mình. Khi các bạn ấy đến nơi, họ nảy sinh tranh cãi và mỗi người đi một hướng vì có những ý kiến khác nhau. Vậy nên, Hayao thực hiện chuyến đi một mình. Và ba chiếc limousine đen khác nhau đang chặn đường Hayao. Chuyện gì sẽ xảy ra? Và chiếc xe buýt bùa xanh đó là ai mà nhìn giống Hayao thế nhỉ? Những chiếc xe buýt nhỏ đang nói rằng chiếc tàu hỏa màu hồng Ginny là người ban điều ước cho mọi người. Vậy nên, Rogi vốn gần đây gặp nhiều suy xẻo đã cố gắng gặp được Ginny. Cuối cùng, khi Rogi gặp được Ginny, cậu ấy lại nghĩ mình sẽ không gặp may mắn đâu. Liệu Ginny có thực sự là vị thần ban điều ước không? Hay đó chỉ là do Rogi đang gặp vận xui mà thôi? Mới. Chiếc xe buýt du lịch mới mà đạt 100 điểm khi làm bài kiểm tra ngay từ đầu là ai thế? Lolly lên tiếng. Chào mừng các bạn đến với nhà để xe Lolly. Bạn ấy nhìn có vẻ như một chiếc xe buýt học sinh ngoan. Bởi vì tất cả những gì bạn ấy muốn làm là luyện tập và luyện tập. Lolly có vẻ rất thông minh và đã sẵn sàng. Nhưng mặt khác, bạn ấy có vẻ hơi lo lắng khi bạn ấy chuẩn bị cho một chuyến chở hành khách đầu tiên của mình. Sau chuyến đầu tiên, Tito lo lắng cho Lolly vì dường như Lolly chưa sẵn sàng để chở khách. Sau đó, Hanna đã khuyên Tito để nhắc chú ấy nhớ về lúc mà chú ấy mới làm xe buýt du lịch. Liệu Lolly có trở thành chiếc xe buýt du lịch thành phố tuyệt vời như Tito được không? Kỳ nghỉ của Bubba. Khi Bubba xin nghỉ phép, ông ấy đến thăm nhà xe và quyết định dành kỳ nghỉ của mình để ở cùng với những chiếc xe buýt nhỏ. Vì Bubba muốn có một kỳ nghỉ thư giãn, nhưng những chiếc xe buýt nhỏ lại muốn đưa ông đến một nơi thú vị và phiêu lưu, chẳng hạn như một công viên giải trí vậy. Ôi, Bubba!
đã gợi ý nên đi tìm những người bạn của Bubba từ một album ảnh cũ. Liệu những chiếc xe buýt nhỏ sẽ tìm thấy được những người bạn cũ của Bubba và đưa ông ấy đến những địa điểm mà ông ấy từng đi nghỉ trước đây không? Sau những ngày dài làm việc của những chiếc xe buýt nhỏ, Hayao và Rogi tình cờ gặp Wendy. Vì Wendy mới đi cắm trại về, cậu ấy đề nghị Hayao và Rogi cũng nên đi cắm trại. Nhưng tất nhiên, Rogi và Hayao lại tranh cãi xem nên mang những gì cho buổi cắm trại. Ôi, Rogi! Nghe có vẻ như buổi cắm trại đầu tiên của Hayao và Rogi khởi đầu không được suôn sẻ lắm. Nhưng liệu họ có hòa hợp được khi đi chơi trò chơi truy tìm kho báu mà Hana đã chuẩn bị không? Hoặc sẽ có một số con ma núi mà họ cần phải sợ không? Hất trở thành một chiếc xe to lớn. Hất, chiếc ô tô màu hồng của chúng ta vốn là một người hỗ trợ hiệu quả cho cô thợ máy Hana. Nghĩ rằng bạn ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu mình là một chiếc xe to lớn nhờ những chiếc xe buýt hoặc xe hạng nặng khác. Vậy nên gần đây, Hot đã cố gắng để xem chương trình ảo thuật của Troy. Và không thể mang theo nhiều dầu động cơ được. Tất cả chỉ vì cơ thể nhỏ bé của mình. Khi Hana phát hiện ra rằng Hot muốn trở thành một chiếc xe to lớn hơn, Hana mang đầu máy ra và có thể làm cho Hot trở thành một chiếc xe to lớn hơn. Ngay cả Hana cũng đã nói rằng Hot chỉ nên sử dụng một lần. Nhưng có vẻ như Hot không giữ lời hứa và cố gắng sử dụng nhiều hơn số lần mà bạn ấy nên làm. Liệu Hot sẽ hạnh phúc hơn trước đây không? Hay là bạn ấy nhớ về thời gian mình là một chiếc xe nhỏ gọn? Trong khi những chiếc xe buýt nhỏ và các phương tiện khác có thể chạy qua tất cả các loại đường trên phố, thì Jamie chỉ có thể chạy được trên đường xe điện dành riêng cho mình. Jamie ước rằng mình có thể chạy xe được giống như Hayao và các phương tiện khác. Và hãy xem này, bạn ấy đã có bánh xe giống như những chiếc xe buýt nhỏ. Giờ thì Jamie đã đến được trường cùng với những chiếc xe buýt nhỏ, ra sân chơi với họ và thậm chí có thể đến công viên giải trí. Và xem màn bắn pháo hoa mà bạn ấy luôn muốn được xem. Nhưng còn Sky và ngôi nhà cũ của Jamie trên núi thì sao? Liệu tất cả những điều này có biến mất không?
Gani rất biết ơn khi có được những người bạn thân Tayo, Rogi và Gani. Bạn ấy quyết định chuẩn bị quà cho họ để thể hiện sự biết ơn của mình. Nani thật dễ thương phải không nào? Khi Nani bí mật chuẩn bị quà cho những chiếc xe buýt nhỏ khác, bạn ấy phát hiện ra rằng Tayo thì muốn có lốp xe, Rogi thì muốn có được chữ ký của Watan X, còn Gani thì muốn có đèn mới. Và hãy đoán xem chuyện gì đã xảy ra nhé. Gani có được tất cả những thứ này, nhưng khi bạn ấy muốn gây bất ngờ cho những chiếc xe buýt khác, Tayo, Rogi và Gani cười chê Gani vì bạn ấy không giỏi khi chơi trò lốp xe ở ngoài sân chơi. Liệu Gani sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và tặng các món quà bất ngờ cho những chiếc xe buýt nhỏ không? Che đang chờ đèn đỏ. Bạn ấy phát hiện ra rằng Iracha đã vô tình làm đổ tất cả sơn ra ngoài đường. Che hỏi Iracha đã xảy ra chuyện gì. Cậu ấy nói rằng mình đã mắc một số sai sót trên đường khi đi giao hàng. Che quyết định giúp Iracha. Bạn ấy nhận thấy Iracha đã cố chở nhiều hơn những gì mà mình có thể chở để giao hàng. Vậy nên Che gợi ý cậu ấy chỉ nên chở vừa đủ số hàng mà mình có thể chở để giao hàng thôi. Do đó, Iracha tập luyện liên tục nhưng cậu ấy vẫn để xảy ra sai sót. Liệu Jay có tìm được điều gì đang thực sự xảy ra với Iracha không? Những chiếc xe buýt nhỏ tận hưởng chuyến đi của mình trong công viên giải trí. Tayo nhìn thấy một ánh sáng đáng ngờ xuyên qua đám cây. Tayo tò mò và đưa Lani, Rogi và Gani đi tìm nơi phát ra ánh sáng đáng ngờ đó. Nhưng tất cả những gì cậu ấy phát hiện ra đó là Tayo đánh mất huy hiệu trường học của mình. Khi những chiếc xe buýt nhỏ cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả những gì họ nhìn thấy là mọi thứ đang bay ở xung quanh. Và chính là một con khủng long Tino đã làm tất cả những việc này. Những chiếc xe buýt nhỏ bí mật giấu Tino trong nhà để xe. Nhưng những chiếc xe khác sẽ phát hiện ra Tino. Là vấn đề thời gian thôi, đặc biệt là những kẻ muốn bắt Tino. Có đưa được Tino về nhà của cậu ấy một cách an toàn không? Liệu những chiếc xe buýt nhỏ hay những kẻ mặc đồ đen sẽ bắt được cậu ấy?